Ok. Xin chào tất cả mọi người. Và tôi anh đã quay trở lại rồi đây. Bạn nào mà xem Nhật Ánh Trắng thì sẽ biết đây là câu quen thuộc của bạn Nhật Ánh Trắng. Mình rất là thích bạn Nhật Ánh Trắng. Bởi vì bạn ấy chế nhạc rất là hay đúng không? Đúng rồi. Bạn ấy chế nhạc bài Despacito. Hãy vào chào lại nhá. Mọi người ăn tối chưa? Ăn tối rồi đúng không nào? Ở bên Nhật thì bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Bên Nhật bây giờ là 9 giờ rồi đúng không? Còn bên Việt Nam thì cũng 7 giờ thôi. Có người ăn rồi, người chưa ăn. Vivi chào thầy cô này. Rồi Bảo Khơi ok rồi, Sensei ok. Rồi Đình Sơn chào hai Sensei, chào tất cả mọi người. Xin chào. Anh mở loa bé không có thể ấy. Anh tắt rồi. Đang ăn cơm mà mới học được á. Thắng sàng. Trọng Hùng này, Dương Anh này, Ba Su này, S Át ơi, Xuân Đại này, Gió Kiều này, xin chào mọi người. Vừa nãy cái màn hình nó hơi bị quay một chút nên là mình sửa lại đúng nào. Hay ăn khuya, xí muội ăn khuya. Hôm nay chúng ta sẽ học về N4 nhé mọi người. Hay đến hôm nay đối với mỗi một cái trình độ các bạn là chúng ta đi nửa chặng đường đúng không, trong khóa học của mình đấy nhá. À, trong các bài giảng của mình. À, và đầu giờ thì có trong lúc mà để chờ các bạn lên nhiều một chút thì mình sẽ có nói luôn là hôm qua mình có đăng một cái học bổng của trường đại học học bổng của một trường đại học ở Kobe mà mình ghi bài ngay ở bên trên đấy. Bạn nào mà có cái các bạn có thể đọc kỹ cái đấy, nếu mà ai mà có muốn nhu cầu mà đi du học Nhật Bản theo cái hình thức cho vay vốn à? Không, đấy là học bổng khá là lớn đấy chứ. Mình thấy học bổng này khá là lớn, nó không... cho 100 man cơ mà. Rồi thì nó giảm 30% phí. Đúng rồi, với những bạn mà N3, N2 đúng không? Ví dụ học phí của nó tầm khoảng, mình không rõ đâu. Nói chung là các bạn cứ điện thẳng trực tiếp đến nơi đấy rồi hỏi những gì bạn muốn hỏi thì được. Rồi cái gì mà Yafani Shiawase desu ne là gì đây? Tiến Nguyễn Sàng, tự nhiên lấy hạnh phúc với cả các thứ ở đây là gì đây? Thành Nhâm Konbanwa. Rồi, hôm nay các bạn làm bài tập chưa? Hay là vào đây gọi là nhìn gặp mặt nhau tí cho nó vui thôi. 300 anh em rồi. Nhưng mà hôm nay vẫn là ngày cuối cùng của cái gì nhỉ? Của Halloween à? Nếu mà ở bên Nhật thì chắc là các bạn đang nhảy múa kinh lắm đấy. Chả liên quan, Halloween với chả Halloween chả liên quan với mình. Bấm like đi cho nó vui vẻ. Đấy. Chào mọi người, hôm nào N3 đi chị nhé. Trời ơi, N3 thứ 5 á. N3 vào thứ 5 người ta làm suốt thì không chịu theo dõi gì cả. Đúng rồi. Chán lắm. Tuần trước là thứ 6. À có mỗi tuần trước là thứ 6 thôi. Bảo Tín Konbanwa kìa. Mô shimashita. Rồi 300 người đấy. Hay. Có lịch học nào buổi sáng cho N5 không ạ? Em ơi, những cái lịch học đấy mọi người, các bạn nào mà muốn hỏi thì các bạn gì nhỉ? Inbox trực tiếp cho bọn mình nhá, thì bọn mình sẽ trả lời ngay được, bởi vì trên này nó khá là nhiều những cái comment bọn mình không nhìn kịp đâu nhá. Tình hình là mua xong khóa N3 tháng 12 mà bây giờ chưa học hết kanji. Do lười hay do gì đây? Trời ơi là giời. Những bạn nào học sinh N3 của mình thì nhớ quay lại vào tối thứ 5 nhá, chúng ta sẽ cùng nhau học để có thêm tinh thần học. Cô hát đi cô, hôm nay cô oải quá rồi, bắt cô hát. Cô đang đói này, bạn nào cho cô ăn cơm thì cho đi. Đâu, vừa đấy. Bạn có mấy bạn mời cơm đấy. Xem xệ, cô hàm tay với đứa. Cô có bim bim rồi. Ohisashiburi desu, Lê Văn Linh rằng. Ohisashiburi. Hôm nọ vào đăng ký online mà không được. Đợi. Nhập tiền được. Rồi mua máy tính. Cái gì đây? Đã hiểu gì? Mua máy tính online thì việc gì máy tính, điện thoại là xem được rồi làm gì. Dạo này xuống tinh thần quá nhỉ? Hậu chào cô Thanh xinh đẹp dễ thương. Cô Thanh xinh đẹp dễ thương chào Hậu sang. Quan hỏi nghĩ sao về cái máy dịch mà người ta để nói tiếng Nhật ra phát dòng chuyển sang tiếng Việt. Em chưa xem qua. Tức là thấy trên Sugo đang nó dịch được nhiều không? Nó dịch được cả câu dài không? Hình như thấy tiếng Anh mình tiếng Trung Quốc quảng cáo rồi nhưng mà tiếng Việt Nam không thấy đâu. Nói chung là chắc là tất cả những cái câu hỏi đấy thôi, câu hỏi chào hỏi thôi, rồi đến những câu hỏi giao tiếp hàng ngày thôi. Còn cụ thể, thực sự cụ thể những câu khó thì chắc là
mà phải xem đã. Rồi. Cũng chưa xem qua, hôm nào mình sẽ xem qua. Hôm nào sang Nhật mua về. Nó mà rẻ rẻ mình sẽ mua về xong rồi kiểm nghiệm thử xong rồi chia sẻ với các bạn nhé. Cô Thanh chăm thầy tốt thế không? Thực ra thầy Dũng chăm cô Thanh tốt thế mọi người ạ. Dũng này đẹp kìa. Này đẹp dài thế nhỉ? Đấy, lại xem đỡ nhá. Đấy. Nỗ ruột quá anh ấy. Rồi. Cô ơi em học 20 bài giờ quên hết rồi. Rồi ơi. Em đứng dậy xem. Ôi. Đứng dậy xem nào. Bụng em bây giờ to cũng thích đứng. Ai nhìn thấy bụng em đâu mà. Mọi người mà nhìn thấy bụng mình bây giờ nó một như kiểu một đống mỡ ấy, kinh lắm. 400 người. Hay. Thật thật. Cô em học 20 bài giờ quên hết rồi. Quên thì đã học lại cái gì đâu. Ừ. Rồi. Ăn cái gì mình cũng làm sao mình nhớ được cái vị của nó. Đấy. Mình nhớ lại được là ăn tiếp. Có bạn nào đăng ký thi tháng 12 này không? Tháng 12 này thi không? Đọc ca là N2 Chibu của Sensei. Ai vừa comment bảo mong chờ đọc cai N2 Chibu của Sensei nhỉ? Thế là trong Mori. Em chắc là em đấy là học khóa N2 của mình đúng không? Toàn à? Thực ra mình đăng đến bài Chô Bưng rồi đấy, nên các bạn lên xem nhé. Tờ này đấy nhiều lắm mà. Đấy đi dốc, Thăng Bưng, Chiêu Bưng này. Đấy, ờ. Ca cự này. Mà Chô dạy Bưng, mà dạy đọc hiểu N2 các bạn khen quá trời luôn, sướng. Đấy. Đấy nhá, thì trong bài đọc hiểu N2 này. Ừ, đọc hiểu N2 luôn này. Xem cô Thanh đi nhé. Dễ luôn. Bài có 5 cho từng không có ấy. Em phải ví dụ tìm bài như thế này. Làm chưa nhỉ? Ví dụ đây sẽ thấy cô Thanh đúng không? Đùa. Giải giải nội dung. Đấy. Đây là mình. Bài văn đã dài hơn một chút rồi, nói là hôm nay chúng ta học N4 rồi, ok. 500 chữ nhá. 500 chữ. Cô Thanh chả bao giờ trả lời comment của em dỗi Mùi Nguyễn à? Sao thế? Thật không? Có comment cái nào đâu mà. Thôi học chưa anh? Học đi. Là ba phát trực tiếp khi nào? Chán chẳng muốn trả lời. Tối thứ năm vào giờ này. Ok. Sensei, jikan ga areba hanashikata de đâu rồi? Hanashikata oshiete kuremasen ka? Nói chuyện. Nghe giọng cô Thanh có vẻ mệt. Ừ, dạo này cũng hơi mệt. Yếu rồi. Thôi học đi. Vâng ạ. Học chưa nhở? Học nhá. Hôm nay chúng ta sẽ học nhá mọi người nhá. Mình nghĩ là gì nhỉ? N4 thế này cũng tương đương rồi đấy, tầm gần 500 người. Bình thường thì cũng đâu có nhiều đâu nhỉ. N5, N4 không nhiều lắm, còn các bạn thì học lên N3, N2 nhiều đấy. Hoặc là chán rồi. Chán em phải khỏe mạnh lên thì mọi người mới có khỏe, mới có tinh thần để học nhé. Nào chúng ta cùng nhau học nhá. Hôm nay mình sẽ cùng nhau vào 4 bài, đúng nhỉ anh nhỉ? 4 bài. 4 bài chiêu bưng của N4. Khi mà học N4, N5 này các bạn đừng đặt nặng vấn đề để đi thi nhá, mà chúng ta học để gì đây, để ôn lại kiến thức nhiều hơn. Thế nên là lại nói một lần nữa, chính vì vậy mà thầy Dũng chọn cái chương trình dạy N4, N5 mà đọc hiểu, bởi vì nó sẽ tổng quát được hết tất cả từ chữ Hán, Kanji cho đến ngữ pháp. Ok, và chúng ta sẽ bước vào bài đầu tiên nhá. Bài đầu tiên sẽ cùng nhau làm với thầy Dũng, mình sẽ ngồi tránh qua một bên, ok? Mọi người thò thò cái mặt ra đây. Tìm gì? Được thế nhở? Thầy, chúng ta bước vào chiêu bưng tức là một bài gồm có 2 hoặc là 3 câu hỏi á. Được thế nhở? Thầy, ví dụ trong bài này có câu hỏi số 25, câu hỏi số 26 này, và 2 câu hỏi này. Được chưa? Thầy, chúng ta sẽ bước vào câu hỏi đầu tiên. Ngày 10 tháng 10 là ngày như thế nào? Donnai desu ka? Được chưa nhở? Thầy, daite hareru hi là ngày thường thì nhở? Thường có nắng, đúng không? Imamade ame ga futta koto ga nai hi là ngày thế nào? Ngày mà cho đến bây giờ chưa bao giờ mưa. Được chưa? Tiếp theo, amari atsuku nai hi, ngày không nóng lắm, đúng không? Tiếp theo, shiyugatsu de ichiban hareru yasui hi desu. Được chưa nào? Là ngày mà dễ nắng nhất,
vào tháng 10. Được chưa nào? Hay, vậy thì chúng ta cùng nhau bước vào bài đọc nào. Bài đọc. Đây này. Thì câu 1 của chúng ta nó cũng vào cái phần này này. Các bạn đọc nguyên cái phần này cho mình thôi. Rồi giải quyết xem đáp án đang số mấy nhá. Mình và các bạn cùng đọc này. 1964年の10月10日ですね。10日は、やばいじゃん、ね、10日。じゃあ、10日。東京オリンピックの開会式があった日です。この日は雨が降らない方が良かったので、担当者はいつも何月何日が晴れているかを調べました。そして10月10日に決めました。あ、答案1。nhiều bài trả lời 1 lắm. Duy nhất Thảo Thảo này, Thanh Trương, Thanh Hoa đáp án 1 hết này. Từ nãy giờ các bạn comment đều 1 hết này, Vũ Trung Hậu cũng 1, Sơn Lợi 1. Mới làm bài tập ở nhà rồi à? Ồ, trời ơi, nếu thế thì còn gì bằng đúng không? Khánh Võ Di 1 này, Xuân Cường 1, Thủy Nguyễn 1 này. Đây là dễ rồi. Đúng rồi, đáp án của chúng ta là đáp án số 1. Chúc mừng các bạn đã làm đúng nhá. Và vì sao số 1 nhỉ? Nhìn nào. Đấy, ngày 10 tháng 10 năm 1964 là ngày mà đã diễn ra lễ hội đúng không? Lễ hội Olympic ở Tokyo đúng không? Có nói khi là ngày này thì bởi vì là gì nhỉ? Bởi vì ame ga furanai hou ga yokatta no de. Ngày không mưa thì sẽ tốt hơn. Ngày này tức là ngày gì? Ngày tổ chức Olympic này. Ngày này nếu mà không mưa thì sẽ tốt hơn. Nên là gì đây? Tanto sa. Tanto sa là gì đây? Nào cô giáo, tanto sa là gì? Tanto sa là người chịu trách nhiệm. Đúng rồi. Người chịu trách nhiệm. Người chịu trách nhiệm sẽ là thế nào? Shirabemashita. Đã tra cứu đúng không? Đã kiểm tra tìm kiếm xem. Itsumo. Lúc nào cũng tìm xem này. Lúc nào cũng tìm kiếm xem là ngày nào tháng nào là ngày sẽ nắng được chưa nhỉ? Tức là người ta dựa vào những năm trước chẳng hạn đúng không? Ừ. Ví dụ vào tháng 10 là sẽ tổ chức mà xem tháng 10 năm 1993, 92, 91, 90, 59 này đúng không? Thì người ta nhìn à cái ngày 10 tháng 10 là ngày dễ nắng được chưa nhỉ? Hay hai đứa tên được cả. Và soして đúng không? Kimemashita đúng không? Và rồi họ đã quyết định như vậy. Quyết định như vậy. Ừ. Tiếp theo, đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai của chúng ta nhé. Ok, sẽ là câu hỏi số 2. Đây. Các bạn nhìn câu hỏi số 2 nhé. Câu hỏi số 2 này. 私はどうして開会式が10月10日になったと思ってますか？Tại sao tôi nhé? Tại sao tôi lại nghĩ gì đây? Nghĩ gì nhỉ? Nghĩ là cái ngày mùng 10 tháng 10 này sẽ được tổ chức cái lễ hội này. À, tại sao cái lễ hội này lại dính vào ngày mùng 10 tháng 10 này? Lại được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 10 đúng không? Ừ. Tại sao? Để chúng ta đọc nhá. Có cần đọc qua này không? Bởi vì dễ nắng này. Bởi vì gì đây? Mọi người xem được gì nhỉ? Lễ hội này trên TV này. Ừ. Tiếp theo là gì đây? À, bởi vì cái ông phụ trách này. Ông ấy nói là đúng không? Người ngoài thì nhất định kiểu, là sẽ kiểu gì sẽ nắng. Minna kai skill mini ikitai kara. Vì mọi người đều muốn đi đến. Muốn đi đến. Lễ khai mạc. Lễ khai mạc này. Đúng nhỉ? Các bạn chọn đáp án luôn rồi đấy, nhưng mà quay trở lại cùng đọc với thầy Dũng xong chúng ta sẽ tìm đáp án nhá. Mấy bạn chọn 2 3 1 rồi này. Cho toàn để đánh lô tô đi. Chứ đọc bài là đánh lô tô. Đọc lại bài và chúng ta sẽ cùng nhau tìm đáp án nhá. Rồi. Đọc đi. Bài này mình sẽ đọc và mọi người vừa nghe cũng như là để rèn nè luôn luôn nhá. 10月10日も晴れやすいですが、10月15日の方がもっと晴れやすいそうです。なぜ10月10日になったのでしょう。それは分かりません。でも10月10日は土曜日でした。休みの日なので、たくさんの人はテレビでオリンピックを見ることができます。これは私の考えです。これは私の考えです。うん。これは私の考えです。うん。これは私の考えです。うん。これは私の考えです。うん。đến đây chọn được đáp án luôn rồi đúng không? Đây đáp án rồi. Ừ.
Vì vậy, bởi vì là ngày nô đế này, bởi vì là ngày nghỉ nên là gì nhỉ? Rất là nhiều người có thể xem được gì nhỉ? Olympic qua TV. Ừ. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ đáp án số? Đáp án chúng ta sẽ là đáp án số 3. Đúng không? 3 đúng không? À, số 2 chứ. Số 2. Đúng rồi, như vậy đáp án số 2 nhá. Khang Nguyễn đúng rồi này. Mình nạ tất cả mọi người. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn xem được gì nhỉ? Lễ khai mạc Olympic. Rồi. Được chưa? Rồi. Hay. Chuẩn rồi đấy. Mờ rồi nè, nó sao mờ được. Sao mờ được nhỉ? Nét đen mà. Lại còn hôm nay chữ in đậm nữa, to lắm chứ. Ừ. Mọi người chọn đúng không? Hai cái câu đầu đúng không? Ai bạn nào đúng thì giơ tay nhá. Đúng hết cả hai câu. Đấy. Đúng thì bấm tim, không bấm like. Đúng thì bấm tim. Sore de ni ban wa kotae. Đã, ok, Nguyễn Thanh Vinh đúng nè. Hay, rồi. Được rồi, bài đầu tiên dễ đúng không? Bài tiên dễ rồi, hay. Chúng ta chuyển sang bài số 2 nhá. Chúng ta sẽ bước sang bài số 2, các bạn cùng nhau theo dõi luôn nhá. Đừng có chệch mảng này. Đây. Bài số 2 hơi dài. Số 2. Ừ. Hình như có 3 câu hỏi đúng không? Mình xem nào, bài số 2 này. Có câu đầu tiên này, câu hỏi này. Okay. Tiếp. Câu số 2, câu số 3. Anh chỉ có 3 câu. Thì bây giờ chúng ta sẽ có câu số 27 này. Là nó thuộc về cái đoạn 1, đây là đoạn 2 này nhá. Đây là đoạn 2 này. Được chưa? Đây là đoạn số 2. Còn trước nó sẽ là đoạn số 1. Hả? Mình bấm nhầm. Đây là đoạn số 1. Ừ. Bài này hơi dài đúng không? Chúng ta nhìn thấy bài này để qua 3 bài. À, qua 3 câu hỏi nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn vào câu hỏi đầu tiên này. Okay. Ừ. Chúng ta chuyển sang câu hỏi. Doste asa mo renshu o shimashita ka? Tại sao buổi sáng cũng luyện tập vậy? Đúng không? Ở đây có một mẫu câu này, yo ni này. Yo ni. Yo ni tức là bằng với lại tố này. Thấy chưa? Tố. Hãy làm gì đó? Sensei ni renshu suru yo ni iwareta kara desu. Tức là bị thầy giáo, bởi vì bị thầy giáo nói là hãy luyện tập đi, nên siêu si tê nhé. Nếu mà tố thì nên siêu si tê, nên siêu si tê to iwareta, nên siêu suru yo ni iwareta. Được chưa? Thì mình sẽ đi lại cái mẫu ngữ pháp này. Tiếp theo, asa gohan no obento ga oishikatta kara desu. Bởi vì cơm gì đấy, cơm hộp mang theo thì buổi sáng thì rất là ngon. Senpai to isho ni renshu suru no ga suki datta kara desu. Bởi vì tôi thích luyện tập cùng với senpai. Hay. Yeah. Tiếp theo cuối cùng là gì nhỉ? Bởi vì tôi thích cái thời gian luyện tập mà không có thầy giáo và senpai. Ừ. Anh còn thấy có ngữ pháp là mới dạng các bạn. Ừ. Được chưa? Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài đọc. Chúng ta đọc đi. Cứ đọc xong là mọi người chọn đáp án. Đọc hết từ đây, mọi người đọc, nhớ câu hỏi rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nhá. Đọc mà mình chưa có đáp án vội nhá. 私は高校の時、とても厳しいバレーボールクラブに入りました。いや、1年生の時、先生に練習するように言われなくても、毎朝早く学校に行って練習をしました。早く先輩のように上手になりたかったです。それに、私たち1年生、だけで楽しく練習できる時間は特別でした。この特別な時間のために早く起きるのは大変でも毎朝行きました。そして授業の前にみんなで朝ごはんのお弁当を食べました。練習で疲れた後のお弁当はとっても美味しかったです。はい、どうしよう、どうも。Đáp án 2 này, ngọc còi 2 này. Tại sao lại tập vào buổi sáng đúng không? Thì chúng ta phải nhìn chỗ nào là tập vào buổi sáng luôn rồi. Doste asa mo renshu shimashita ka? Đúng rồi, tại sao tập vào buổi sáng? Thì nhìn chỗ nào chỗ sáng, nói về buổi sáng đâu rồi nhỉ? Mai asa ikimashita chứ nhỉ? Đấy, buổi sáng nào? Những cái chỗ nào mà nhìn thấy buổi sáng chúng ta đánh dấu. Hay là asa gohan này, chỗ nào mà thấy có chữ buổi sáng là chúng ta sẽ nhìn đấy. Hay là mai asa. Đấy, tóm lại cả cái đoạn này đúng không nào? Thế thì anh giảng đi. Hả? Thôi mọi người điền đáp án đi ạ.
Các bạn chọn đáp án Nguyễn Hiền 3, kìa, An Nhiên 3, toàn chọn đáp án 3 hết kìa. Ngọc Huyền 3 này. Chết rồi, không có ai đấy rồi. Khang Nguyễn 3 này. Không có ai trả lời đúng rồi. Lã Tuyền 2 này. Trang Kiều 3. Đáp án 3 sai này. Sai. Sai, chết rồi, sai. Thầy giáo bảo sai kìa. Hỡi các học sinh thân yêu. Tại này, sao? Này số ít này, còn 500 anh em này. Ừ, thì lúc nào thế. 2 1 Wow, 1 Khánh Văn Dự. Toàn đáp án 2 và... 3 năm, chúng ta sẽ là đáp án số 4. Số 4 á? Wow. Bởi vì thích, đúng không? Thích thời gian luyện tập khi mà không có senpai và thầy giáo. Các bạn vậy đó, khi mà đi chơi thì luyện tập gì đó mà không có người quản lý rất là sướng, đúng không? Ừ, khi có những người quản lý thì sẽ rất là... Chúc mừng tất cả mọi người, tất cả chúng ta đã làm sai hết rồi. Yeah, yeah. Thế mà cũng đòi làm trước, lêu lêu. Bởi vì như thế nào, tại sao lại sai? Bởi vì chúng ta sẽ có một câu như thế này. 1年生の時, 先生に練習するように言わなくても, cho dù không bị thầy giáo nói là hãy luyện tập đi, thì sáng nào tôi cũng gì nhở? À, sáng nào cũng đến trường sớm và luyện tập, đúng không? Chúng tôi gì nhở? Narita Kata des, chúng tôi muốn gì nhở? Giỏi giống như là senpai, nhanh giỏi, hay là cực muốn nhanh giỏi. Sore ni, hơn nữa đây này. Đấy, cái này mình quan trọng, hơn nữa này. Hơn nữa. Đặc biệt là này, tôi biết chữ này. Tôi biết chữ các bạn hiểu không? Tôi biết sự đặc biệt đấy. Đặc biệt là gì? Ê, cái thời gian đặc biệt của chúng tôi đó là thời gian có thể luyện tập được một cách vui vẻ khi mà chỉ có chúng tôi có rồi, khi mà chỉ có những đứa học sinh năm thứ nhất. Tức là vui nhất là những cái lúc mà chỉ có bọn học sinh bọn mình thôi á nhá. 1年生だけで 楽しく 楽しい練習できる時間 特別です. Đây này. この特別な時間のために vì cái thời gian đặc biệt như thế này. Người ta dịch vì cái thời gian đặc biệt như thế này mà cho dù việc dạy buổi sáng sớm có vất vả như thế nào đi chăng nữa thì ngày nào tôi cũng đi. Úi giời ơi, giỏi quá cơ. Được chưa? Thì đấy mới là câu chốt của vấn đề. Ừ. Được chưa nhỉ? Ừ. Hay. Vậy thì câu hỏi số 2 của chúng ta là gì đây? Như vậy đáp án, đọc đáp án cho mọi người đi. Đáp án đây. Như vậy đáp án là phải nhớ này, là vì gì chúng tôi muốn đến vào cái thời gian tập luyện mà chỉ có chúng tôi, tức là không có senpai hay là không có sensei nhá. Và đây câu số 2 này. Asago hàng no obento ga oishikatta kara. Bởi vì cái gì đây? Cơm hộp buổi sáng rất là ngon. Trời ơi. Toàn những người háu ăn với cả đang đói. Senpai sonin renshu suru ga suki datta kara. Bởi vì tôi thích luyện tập cùng với senpai, trong này nó không nói một tí nào đúng không? Thích luyện tập đúng không? Tại mạng của anh nó bị đơ thì thôi. Kia chứ. Lát. Được rồi đấy. Được chưa? Vẫn tiếp tục rồi. Tiếp tục đấy. Hỏi xem mọi người thế nào. Mọi người nhìn thấy chưa? Và quay chưa? Sao đây mạng biểu sao nhỉ? Mạng phòng này vẫn như bình thường mà. Sóng ở bên ngoài. Wi-Fi cái gục ở bên ngoài. Ờ. Được chưa nhỉ? Em xem mọi người nào. Mọi người thấy chưa? Không được rồi. Lên chưa? Hiện lên chưa? Đâu đi ạ. Nhưng mà mờ ấy nhỉ. Mọi người xem được chưa nhỉ? Sao nó bị nhòe nhỉ? Mạng yếu à, nhìn ra này. Hỏi xem. Mọi người có xem được không? Rồi ạ, anh ạ. Ok rồi đúng không? Ừ. Ok rồi, lại rõ rồi đấy, rõ rồi. Rồi, chúng ta trở lại đấy, thấy chưa, làm sai phát mất cả mạng luôn. Đấy. Ok, và chúng ta bước sang câu số 2 nhé, câu số 2. Câu số 2 chúng ta. Itsu asagohan wo tabemashita ga? Khi nào thì chúng tôi ăn sáng? Chúng tôi ăn sáng vào lúc nào đúng không? Đúng rồi. Mai à asa no renshu mai, trước lúc luyện tập, trong lúc luyện tập buổi sáng hay là sau khi luyện tập buổi sáng?
sau khi thì đây di chuyển hoàn toàn sau giờ học. Các bạn nhớ câu hỏi nhá, là gì nhỉ, là ăn sáng vào lúc nào? Rồi ăn sáng vào lúc trước lúc luyện tập, trong lúc luyện tập này dễ rồi. Đó bây giờ nào, thế nào? So して授業の前にみんなで tất cả mọi người nhớ chưa? みんなで朝ごはんの弁当を食べました。お、朝ごはん、あ、朝ごはん、朝ごはん。Và trước giờ học thì thế nào đấy mọi người cùng ăn sáng. 練習で疲れた後のお弁当はとっても美味しかったです。どのぐらいのお弁当？Tức là gì nhỉ? Cái cơm cơm hộp mà đem theo đúng không? Cái cơm đó sau khi gì nhỉ? Buổi luyện tập vất vả thì rất là ngon. Đấy nhỉ? Ăn vào lúc mệt. Mệt mỏi sau buổi luyện tập đúng không? Thế nào đáp án là số mấy? Ăn vào lúc nào nhỉ? Ok. Đây. Ăn vào lúc nào đây? Asagohan. À, lúc nào mọi người đâu ăn mấy nào? Đâu ăn mấy? Cho tôi máy điện thoại kia em xem, máy này thỉnh thoảng bị đơ á. 1, 3. Sau khi luyện tập, đúng rồi. Sau khi luyện tập, chính xác. Sau khi luyện tập đúng không? 1, đúng rồi, 1. Sao bảo Bình ấy chọn 3, rồi ôi. 3 thằng như là đúng. À, 3 đáp án đúng à? À. Thế em tưởng đáp án 1 là sau khi luyện tập. Đó. Có một là mai, à, là trước lúc luyện tập. Chị em nhớ nhầm, ừ, xin lỗi Bảo Bình nhá, đáp án đúng rồi. Rồi, hay. Đáp án 3 nhá, ok đáp án 3, xin lỗi. Ok chưa, được rồi nhá, chúng ta bước sang câu số 3 đi. Số 3 à? Ừ. Số 3 là gì đây? Watashi tachi no chimu wa donna chimu desu ka? Đội của chúng tôi là đội như thế nào? Là đội, cho dù có luyện tập cũng vẫn là đội yếu. Ừ. 練習が大変すぎたので弱いチーム。cái gì? Bởi vì luyện tập thì nhỉ? Vất vả quá nên là gì nhỉ? Nên là thành một vẫn là một đội rất là yếu. Ừ. 朝も夜も練習したため強いチームでした。Tức là bởi vì chúng tôi luyện tập cả sáng lẫn tối nên là trở thành một đội rất là mạnh. Và 練習試合をたくさんしたので強いチームでした。Là một đội rất là mạnh vì đã rèn luyện rất là nhiều. Đúng rồi. Nên siêu dĩ hài tức là luyện tập và luyện tập chơi chơi giống như trận đấu á, đấu thử ạ. Như nhỉ? Hay. Ăn mấy? Ăn mấy đã đọc đâu không biết. Quay lại đọc. Đây. Dư của nó, cô giáo đọc, đọc 3 giờ này. Anh lười đọc đấy. Dư kiểu nó tổ mô, đen siêu gà arimasta. Senpai tachi to isho ni đen siêu shimasta. Đen siêu ya, đen siêu dĩ hài o tạc sao shita no ni 私たちは強いチームになれませんでした。どうしよう、ごめん、ごめん、ちゃん、もうな。でね、みんな背が低かったからです。でも、試合に勝てなくても、朝も夜もみんなと一緒に、練習したことは、私の高校時代の一番の思い出です。いや、どうもいいなよ。あわ。Camera mở quá mà sau hôm nay mạng cứ nhập nhằng nhá. Ừ á. Nó lại quay cả. Chán thế. Nhưng mà thôi cố đi. Cố gì? Cố xem là đâu mà cố. Mọi người cũng đang cố xem đường gì nào. Mai phải đặt tiếng mạng vào đây. Em đừng có buồn như thế, mọi người không xem nữa đấy, sáng lên rồi. Tấm lòng dạy thì nhiều mà cuộc sống đưa đẩy, dòng đời đẩy trôi không làm được gì đấy. Hồng Nga chọn đáp án ba kìa. Rồi bốn này, một này, ba. Mạng kém đâu, quá đang làm đâu, đang làm chỗ này, đang làm đây. Ba bốn làm sao được rộn chui thì nani mà xem cái câu này nhỉ, xui là không được rồi. Chỉ là đội yếu thôi. Đúng không? Mạng kiểu gì nhỉ? Em xem nhé. Mạng xem kiểu gì? Đấy. Ở đây nó vẫn được này. Được đúng không? Ừ. Chắc là không biết là vì sao. Mọi người xem được chưa? Ok rồi đúng không?
Ok rồi em ơi. Mai lắp được cái mạng phòng này nhỉ? Được rồi, ok rồi. Lại, ok. Sao đáp án số 3 nữa? Làm sao mà đáp án số 3 được? Đã bảo cái câu mà người ta nhấn mạnh vào cái chỗ mà câu quan trọng đấy. Đâu rồi, vừa nãy cô Thanh cô đọc là gì nhỉ? Đây này. Zui chimu ni naremasen deshita. Zui chimu ni không thể nào mà trở thành đội mạnh được thì không thể nào mà đáp án là đội mạnh được, đúng không? Phải là đội yếu chứ, đúng không? Đúng rồi. Rồi, đấy, lật mặt như là lật bàn tay ấy. Khiếp này, để quay về đáp án 1 luôn rồi đấy. Úi giời, giời. À đâu, lật mặt như là mạng lật. Đấy, được chưa? Đây, được chưa nhỉ? Đáp án mấy nào? Thế mình đáp án mấy đây? Đáp án 1, đúng rồi. Ừ. Đúng rồi, chúng ta sẽ có đáp án 1 nhá. Đáp án 1 nhá. Đến siêu tạc sang sẽ mộ, yêu ai chìm mùi đề sát. Ừ. Câu số 2 không phải về về gì nhỉ? Ở đây có câu nên siêu và tai hên sư y tạ. Tức là luyện tập rất là vất vả mà trong bài người ta chẳng nói gì vất vả cả. Ừ. Vất vả mà gì nhỉ? Asa no yoru minna iso ni nên siêu shita. Tối ngày sáng cũng tập được, rất là vui vẻ đúng không? Ừ. Cái gì đây? Dịch câu này thế nào? Shiai ni katte nakute mo katsu không thắng. Dù không thắng đúng không? Nhưng mà gì nhỉ? Nên siêu shita koto này đúng không? Việc cùng nhau luyện tập với mọi người vào sáng mà tối đúng không? Đó đã trở thành những kỷ niệm gì? Kỷ niệm đẹp nhất. Đó, Ichiban sẽ kỷ niệm đẹp nhất trong thời đại học sinh, trong thời kỳ học sinh của tôi. Được chưa? Kỷ niệm đẹp nhất trong thời kỳ học sinh của tôi đó chính là việc luyện tập cùng với tất cả mọi người. Trong thời cấp 3 đúng không? Đúng không? Cấp 3. Hay, rồi chúng ta sang câu tiếp theo nhá. Các bạn đòi sang câu tiếp theo luôn rồi. Không, em đừng bấm. Em xin lỗi. Đừng, em bấm vào bên dưới đây. Đây à? Tay máy. Bấm cho thu nó vào. Thu nó vào. Thu rồi. Thu chưa thu vào. Ok. Cái nào. Hay, được chưa? Câu tiếp theo. Câu tiếp theo. Câu tiếp theo. Đây chúng ta có một từ mới. Linh vật. Đáp án mascoto, linh vật. Mascoto, linh vật. Từ này từ siêu mới đúng không? Này động từ mas đúng không? Ừ. Koto, koto. Koto, koto. Katto. Rồi. Đấy. Ở kia có một từ Keyholder là cái móc chìa khóa. Đây nhỉ? Móc khóa. Hay, ok. Mà hôm nay sao ít người ấy? Mất mạng thì ai cũng vào xem. Hay, được chưa? Ta cũng đọc này. Bari-san wa nan desu ka? Được chưa? Iroiro na machi no ibento ni iku tame no mascoto desu. Là một linh vật để đi đến những cái lễ hội ở nhiều thành phố. Machi thì là thành phố nhá. Tiếp theo. Machi ni tori o fuyasu tame ni tsukurareta mascoto desu. Là một cái linh vật được làm ra để làm tăng cái con chim trong thành phố. Machi no yosa o hitobito ni tsutaeru tame no mascoto. Là cái linh vật để truyền tải những cái, hay là để gửi, gọi là truyền tải những cái điều tốt đẹp của thành phố cho mọi người biết đến. Được chưa? Tiếp theo. Machi ni sumu ito to issho ni asobu tame no mascoto de. Là linh vật để mọi người để chơi cùng với tất cả những người sống trong thành phố đó. Tức là một linh vật, một con vật gì đó. Được chưa nhỉ? Vậy chúng ta quay lại bài đọc nào. Đáp án đầu đi, chắc là đầu nó sẽ là đáp án của câu số 1 đấy. Đọc nha, đọc nhanh này. Nihon dewa iroro na machi ni mascotto ga imasu. Tatoeba ai Ehimeken no Imabari shi ni wa Bari san という
鳥の形のマスコットがいます。バリさんは今治市のいい点を宣伝するために作られました。このようなマスコットはゆるキャラと呼ばれていて1000以上もあるそうです。1000以上もあるそうです。答案が順番なんすまい。じゃあ Hãy đăng số mấy nhỉ? Cười anh chứ. Em xem đi nhỉ? Mọi người cho đáp án số 3. Nguyễn Bình số 3, Quang Sáng số 3, Đạt Nguyễn số 3, Mì Chính với cả Trung Hậu số 1. Các bạn cho đáp án mấy nào? Đáp án mấy nào? Học sinh đâu? Thôi, đáp án số 3 là chính xác. Là những con vật gì đây? Truyền tải những gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Điều tốt đẹp của thành điều phố. Điều tốt đẹp của thành phố cho mọi người biết đến. Nhá. Bởi vì sao? Bởi vì đây đáp án chúng ta nó nằm đây này. Được chưa? Hay Barisan ạ. Đây Barisan ですね. Hay 今治市のいい点を宣伝するために宣伝なんて言うか? À, quảng cáo truyền bá. Truyền bá. Skurarimasta. Đúng không? Được làm ra đúng không? Skurarimasta. Con Bali này được làm ra để quảng bá những cái điểm tốt đẹp của cái thành phố Imabari-shi. Đấy nhỉ? Đấy, thì đáp án của nó chính là đây. Đây này. Machi no yosa wo hitobito ni tsutaeru tame. Được chưa nào? Ok chưa? Đấy, tiếp theo. Câu tiếp theo này.みんなはどうしてゆるキャラが好きですか。みんな、mọi người、tại sao mọi người lại thích cái con ゆるキャラ này? Tại sao nhỉ? Bởi vì nó có một cái kiểu cái hình hài thú vị. Bởi vì nó có một hình hài dễ thương. Bởi vì nó được bán rất là nhiều và bởi vì thay vì là ta sao nhỉ? Bởi vì nó có rất là nhiều loại thay vì là loại đấy.Và bây giờ chúng ta đi về bạn tiếp theo này. Hay mình đọc nhá. Đây nhá, con này このようなマスコットはゆるキャラと呼ばれています。tức là gì nhỉ? Người ta gọi những cái linh vật này là ゆるキャラ, được chưa? Những con vật biểu tượng và nó có trên 1000 con nhỉ, được chưa? Ví dụ có một thành phố có nhiều con nhỉ. Tiếp theo, ゆるキャラはほとんどの人が可愛いと思う顔形ですから、みんなに愛されています。旅行に行くとおかげでゆるキャラのお菓子やキーホルダーがたくさん売られています。それからいろいろな町のゆるキャラを集めてどのゆるキャラが一番人気があるか競争するイベントもあります。câu hỏi là gì? Tại sao được mọi người thích? Thì là mọi người tìm xem cái từ nào liên quan đến từ thích nào. Thích yêu thích人気があります。人気があります。きれいに人気があります。ほんまや。人気あります。ありますなんて。なて。だからどこに人気が。これは違うか。あるんどれ。愛されています。なんて言うか。愛されています。だからどこに人気が。頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。かわいかたち。Bởi vì nó có hình dạng, có cái hình dạng đáng yêu. Chính xác, bởi vì nó có hình dạng đáng yêu. Chỗ này nó ghi đây đúng không? Đây này. Yuru kara wa. Bởi vì nó có hình dạng và khuôn mặt thì nhớ mà mọi người, tất cả mọi người nghĩ rằng là kawaii,
nên là nó được mọi người yêu quý. Minnani aisarete imasu. Thì đó chính là đáp án chúng ta. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Khi mà chúng ta đi du lịch thì gì nhỉ? Thì người ta bán rất là nhiều những cái móc chìa khóa hay là những cái hình bánh kẹo có hình con vật biểu tượng này để làm quà. Omiyage để làm quà. Đấy nhỉ? Và hơn nữa, đúng không? Người ta tập trung gì nhỉ? Tập trung tất cả những con vật biểu tượng này của nhiều thành phố. Và gì nhỉ? Có tổ chức. Cái tổ chức. Tổ chức ngay cả những cái gì nhỉ? Cuộc cạnh tranh xem là gì nhỉ? Cái sự kiện cạnh tranh. Sự kiện cạnh tranh xem là gì nhỉ? Con vật nào được yêu thích nhất. Được chưa? Rồi. Đáp án 2 rồi mà xong vẫn có người ba ấy kìa. Trời đất. Tiếp. Số 32. Yu ru kara ga yume ni nareba donna koto wa okimasu ka? Khi mà con biểu tượng linh vật này nó trở nên nổi tiếng rồi thì okimasu ka là gì cô giáo? Xảy ra việc như thế nào? Sono machi no keizai ga yoku narimasu. Đây, kinh tế của thành phố đó sẽ trở nên tốt hơn. Sono machi ni hikkosu hito ga fuemasu. Tức là gì nhỉ? Cái người mà chuyển nhà đến thành phố đó sẽ đông hơn. Nghe thì chú chú ấy đúng không? Sono machi no yuru kara no shurui ga fuemasu. Những cái chủng loại của những cái linh vật được chưa? Của thành phố đó sẽ tăng lên. Sono machi wa yuru kara ga hichiyou de wa naku narimasu. Cái gì nào cô? Cái thành phố đó sẽ còn không còn cần đến những con linh vật nữa. Đúng không? Đây là dewa nai desu ne. Dewa nai ga naku narimasu. Không cần đến con linh vật nữa. Xem nào. Chúng ta xem lại nào. Sono machi no yuru kara ga yume ni nareba. Đây rồi, đáp án đây rồi. Omiyage ga takusan uretari takusan no hito ga yuru kara ni ai ni kitari suru kamoshiremasen. Machi ni okane hairu deshou. Yuru kara no yona masukotto wa nihon no machi ni hichiyou ni natte imasu. Đáp án kinh tế đúng không? Liên quan đến tiền đi rồi, đúng không? Nếu mà con vật biểu tượng của thành phố đó trở nên nổi tiếng thì thế nào đây? Thì có lẽ Kamoshiremasen này, có lẽ sẽ rất là nhiều gì đây? Quà được bán ra này, rồi có nhiều người takusan no hito ga này, takusan no hito ga sẽ đến để gặp con linh vật này, đúng không nhỉ? Và có lẽ tiền sẽ đổ vào thành phố, giàu lên đúng không nào? Tiền sẽ đổ vào thành phố thì tức là kinh tế sẽ phát triển đúng không? Mọi người sẽ đoán một. Và những con vật biểu tượng như thế này, đấy nhỉ? Muscle thì trở nên cần thiết đối với thành phố của Nhật Bản. Ok. Tất cả các bạn sau khi nghe thầy Dũng dịch đã chọn được đáp án 1. Rồi. Sau này đi thi mà cũng được thầy giáo ngồi dịch cho xong rồi chọn đáp án thì sướng nha. Sau này chúng ta sẽ được chưa nào? Thằng rồi. Hết rồi à? Đâu, vẫn còn một bài nữa. Còn một bài nữa đúng không nào? Bài số 4 đấy. Rồi, còn một bài cuối cùng nữa. Các bạn cho thầy Dũng một tràng pháo tay nè. Để chúng ta đi nốt bài cuối cùng nhá, xong về còn ăn cơm nhá, không có vợ nhà chờ. Đấy. Mở đấy. Ồ, chưa rồi anh bấm vào tắt rồi. Đấy, không sao. Ồ. Lên mạng bị điên điên nha. Mạng yếu quá. Hôm nay chắc là đứt cáp. Đây mà. Tự nhiên có đứa nào comment ở trên YouTube thích cả hai người thì phải làm thế nào đây? Đấy chứ nhở, chúng ta chuyển sang bài đọc tiếp theo đi. Ngồi bài này khá là dài để xem. Bài này chỉ có người đấy thôi. Thầy Dũng cố lên, yeah! Đây là câu hỏi đầu tiên trong bài đọc số 4. Thế nào? Thả tim nhiều đấy. Bữa nay em bảo thả tim mà. Nhưng mà hôm nay ít quá, hơi buồn. Nhưng mà khát nước quá, em chân gió thì đánh không nước lắm. Ơ nhiều không nước rồi, một phút rồi chưa?
tại mọi người không chịu làm bài tập với cả học hành chăm chỉ ấy, nên là thầy dỗi thầy đi uống nước rồi kia kìa. Nào, bây giờ chúng ố. Rồi thì trong lúc mà chờ thầy Dũng thì mình sẽ gì nhỉ? Cái này bấm như nào đây? Rồi. Trong lúc mà chờ thầy Dũng thì chúng ta sẽ cùng làm câu cuối cùng, bài cuối cùng nhé. Đây, bài cuối cùng đây. Mọi người sẽ nhìn qua câu hỏi của nó trước đã nhé. Câu hỏi trước này. Câu số 1 nhìn nhé. Watashi no haha wa dou yatte heya ni harimashita ka? Mẹ của tôi đã làm thế nào để gì nhỉ? Để vào được trong phòng đúng nào? Thì chúng ta sẽ nhìn bốn đáp án nhé. Câu số 1 gì nhỉ? Oya san ni kage o moratta là gì nhỉ? Xin được hay lấy được cái gì nhỉ? Cái chìa khóa từ ông chủ nhà. Câu số 2 này, kage ga aite ta là gì nhỉ? Vì khóa mở không bị đóng đúng nào? Cửa không bị đóng. Akete. Akete ta. Là cái thiếu. Hay câu số 3 này, câu số 3 là gì nhỉ? Akete ta đúng không? Ừ. À, anh nói lâu ấy, đây à? Akete ta. Em đang nói câu kia anh cứ đọc đặt câu gì vậy? Câu số 3 này, watashi ga kage o watashite ita là gì nhỉ? Vì tôi đã đưa chìa khóa cho mẹ. Và câu cuối cùng này, oya san ga kage o akete ita là gì nhỉ? Ông chủ nhà thì ông ấy mở cửa cho nhá. Thế bây giờ nhìn vào trên đấy thì chúng ta sẽ quay sang nhìn lại phần gì nhỉ? Phần bài. Rồi, anh oya là chủ nhà, các bạn nhớ nhá, không phải đại gia đâu. Và đọc chữ này là oya, oya san chủ nhà. Đúng nhá. Đấy. Rồi. Em cho bé anh đi vào. Để mình đọc cho các bạn nghe nhá. 先週の金曜日、うちに帰ったら、台湾の母が私のアパートの部屋にいた。部屋の鍵を渡してないのに、どうやって部屋に入ったのかわからなかった。聞いたら、大家さんに部屋の鍵を開けてもらったと言っていた。母は日本のアイドルコンサートを見に見たくて、 日本に来たそうだ。今年5歳になる母は21歳のアイドルのファンだ。それでコンサートに若い女の子のような格好で見かけていった。はい。完成でな。答案。 Tại sao mẹ của tôi mẹ tôi làm thế nào để vào phòng? Nó nào nhở? Đáp án 1 4 các kiểu các thể loại. Các bạn đã ra hết rồi. Mấy lấy sạch đã. Ừ, lấy sạch rồi. V1 này, Trần Ken Vin Trần 1 này. Ừ. Đáp án của chúng ta là đáp án số 4. Bởi vì ông này Oya này này, ông ấy mở khóa cho này, nhớ chưa? Ừ. Là gì nhỉ? Đúng rồi, ông chủ mở cửa cho, đúng rồi đấy. Ông chủ mở cửa cho. Đúng không? Đây, đọc lại này. Đây. Vào thứ 6 tuần trước tôi trở về nhà thì thấy mẹ của tôi từ mẹ của tôi ở bên Taiwan à? Ở bên Đài Loan đúng không? Đã ở trong phòng rồi. Tôi không đưa chìa khóa cho mẹ tôi vậy mà không hiểu tại sao mẹ lại vào được phòng. Khi ta đã hỏi ra thì gì thế nào? Mẹ nói là tôi thì đã đúng không? Hỏi ra thì mẹ nói là thế nhà ông chủ nhà ông ấy đã mở cửa cho tôi, nên mở khóa cho đấy. Đấy, đáp án đây. Đấy thôi. Đúng nhỉ? Mẹ tôi muốn đi xem buổi hòa nhạc của idol Nhật Bản nên là đã đến Nhật, đúng không? Các bạn mà bài đọc hiểu dễ quá. Mẹ tôi thì đây đã 50 tuổi rồi nhưng mà là fan của những idol 21 tuổi. Và gì nhở? Mẹ tôi đã đi ra ngoài với bộ dạng hay mặc quần áo được với bộ dạng đúng không? Hay là ăn mặc giống như là những cô gái còn trẻ đến lễ hội, đến buổi hòa nhạc, được chưa? Rồi. Dịch luôn bài này đi. Đấy.
私は日本に来てから料理を作れるようになったので母に私の料理を食べてほしかった。だから毎晩日本料理や台湾料理を作って母の帰りを待っていた。それなのに母は毎晩12時ごろ帰ってきた。一度も私と食事をしてないで友達遊んでばっかりいたらしい。母は高校生のようだ。はい、ラサンドルワン全体ごはん。母は何をしに日本に来ましたか？何をしに日本に来ましたか？めとい、連夜で何時？一番、私と食事をするため。で、あんかめとい、私に料理を作り方を教えるため。じゃあ、で、在、在、ちょっとお客のワン。コンサートに行くため。で、リレンボイワニャ。まとまちのうちに泊まるため。で、で、あ、にゃ、ぼわ、ぬいば。ラスバイ！ラスバイ！Con sao tụi vẫn lại dịch rồi, bạn này dịch rồi đúng không? Các bạn chọn đáp án số 3 hết kìa. Đúng không? Tiếp câu tiếp theo này. Câu này kìa. Câu cuối cùng. Nhìn câu cuối cùng nhá. 私は母をどう思ってますか? Nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào về mẹ của mình? Đúng không? 一番合うものを選んでください。Hãy lựa chọn. Nhìn nhá. Câu trả lời đúng nhất. Trong 4 câu hỏi này. Mẹ tôi.50 tuổi, mẹ tôi vẫn còn trẻ, mẹ tôi hiền và mẹ tôi gì nhỉ? Giống như là idol được. Xem lại này. Đâu à? Đây. Mẹ tôi thế nào? Tăng xuống mấy, đến đi. Con đến đi xem nào, tăng xuống mấy.Hai ba nhiều đấy. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hai á, sai hết rồi. Câu cuối còn sai, đúng rồi, chán lắm. Học với trả hành. Câu số 2 là các bạn chọn gì nhỉ? Các bạn chọn đáp án 4. Câu số 2 là Hoa cai à?Hả? Đúng không? À thế à? Ừ. Thế anh lại còn nói sai. Không, thế cái anh không còn nhớ đâu. Anh chỉ nhớ là hoa cai, anh cứ tưởng hoa cai là bốn thế. Ừ. Thế thì lại nhầm. Đáp án của chúng ta là đáp án số 2. Hoa cai. Ok. Mẹ tôi còn trẻ, đúng không? Mẹ tôi giống như idol được thì không phải, bởi vì bên này nó không nói giống như idol được gì cả. Mà chỉ nói mẹ tôi giống như học sinh cấp 3. Đúng rồi. Mẹ tôi giống như là học sinh cấp 3. Cô sẽ nội dồ đặc. Như là, nội dồ là như là đúng không? Như là học sinh cấp 3. Thế là phải con trẻ rồi đúng không? Hết rồi. Xong. Dê, xong rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 4 bài đọc hiểu ngày hôm nay. Từ lượng người 300, à 600 người. Bây giờ xuống còn 300 người. 300 người, giảm một lửa. Nhưng không sao, chắc là tại do Internet. Hơi. Nhưng mà chắc là các bạn lại sẽ lại xem lại thôi, không có gì cả. Thế nhỉ? Em đứng dậy chào mọi người cái. Thôi. Thôi nha. Anh thích em đứng dậy kiểu để không để kiểu ai. Khoe anh gì. Có nhìn thấy thì đâu. Ừ. Thôi rồi, xong rồi. Hôm nay bài giảng của chúng tôi kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã đến và lắng nghe, và thả tim và like. Ok. Hôm nay, mấy hôm nay thì thầy Dũng là người vất vả nhất, nên là xin mời các bạn cho thầy Dũng một tràng pháo tay. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, ăn ngon, ngủ kỹ. Bye bye. Mà nào sau này học xong L4 rồi thì vào L3 xem xét các bài học đây nhé. Đây này, học xong L4 thì chuyển sang L3. Đấy nhỉ? Ừ. English cả. Ừ. Vào L3 thì sẽ có rất là nhiều đề này. Mình làm rất là nhiều đề thi đi rồi. Ừ. Ok. Hay. Thế là sắp tới mình sẽ mở mở một vài cái đề miễn phí đây này. Đấy để cho các bạn làm. Sau này sắp tới thi á, gần đến lúc thi á, mình sẽ mở miễn phí cho các bạn. Cả L4 cũng thế. Mở miễn phí một vài đề thi. Ok. Hay.
大丈夫じゃん。はい、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみ。バイ。Em cười đi. Cười á, để mọi người thả tim. Đây.